Yam kin chi ku sa la ka mang ka ta bang chi ri yang ma ma ka ye na wa cha ma da sa ti da se su ka tang ye sa ta san ni no a di ye cha sa ta san ni no ka tang pu na pa lang ma ya sa pe pa ye pa wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nam pu na pa lang ma ya ye cha ta ta na cha nan ti te wa Kanta vani veda yum sa pelo kam hi ye satta chi vanta arahe tu kanun mambo chana sa pela bantu mama che tasati akasata japumata devanaga maheti ka bunyano anumodantu jiram rakantu sasanang akasata japumata devanaga Mahitika bunyano anumodan tu chiram rakan tu ratake Akasata japumata devanaga Mahitika bunyano anumodan tu chiram rakan tu nyata nyo Akasata japumata devanaga Mahitika bunyano anumodan tu chiram rakan tu panino Akasatta japumata devanagamayitika bunyano anumodantu chiram rakantu no sada idang no nyatinang hontu sukhita hontu nyatayo idang no nyatinang hontu sukhita hontu nyatayo idang no nyatinang hontu sukhita hontu nyatayo Idang watame punyang asavakaya vahang nipana sapakcheyo hotu. Ukasamanyang pante visung rakhanathaya tisalanena saha pancha silaniya chama. Dutiyampi manyang pante visung rakhanathaya Tisalane nasaha pancha sila niya jama tatiyampi manyang pante visung visung rakhanathaya tisalane nasaha pancha sila niya jama Kính bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ Nam Mô Phuttaya, thay mặt đại chúng trong rùm con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới đến hàng vật tử chúng con. Nam Mô Phuttaya. Dạ con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh ạ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con em lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con em lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con em lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-ga-oa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biến chi. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-ga-oa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biến chi. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bồ Đăng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang Saranam Gacchami, Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyami Bồ Đăng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duttiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyami Bồ Đăng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Uthang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thamang Saranam Gacchami, đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyami Thamang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý y Pháp lần thứ nhì. Duttiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý y Tăng lần thứ nhì. Tatiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý y Phật lần thứ ba. Tatiyami Thamang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý y Pháp lần thứ ba. Tatiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý y Tăng lần thứ ba. Tỳ Sarana Kahanang Paripunang, phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama Pante, dạ xin vâng. Banati Bata Veramani Sekha Badang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy răng xa sự sao sanh. Adina Dana Veramani Sekha Badang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy răng xa sự trộm cắp. Kame Sumichaha Chara Veramani Sekha Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy răn xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sekha Badang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy răn xa sự nói dối. Sura Merayamachapamadathana Veramani Sekha Badang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy răn xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata Veramani Sekha Badang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chân xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sekha Padang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chân xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Veramani Sekha Padang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chân xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sekha Padang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chân xa sự nói dối.
Sura me raya machapa madhatana veramani sikha padang samadhiyami. Vâng, giữ điều học là quý chân sát, sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sa thu gan katawa apa mani cha ka lang samma thi tập bang. Chỉ thiện tinh nên thọ truyền ngũ giới này cho được trong sạch của những hành theo cho nên trọn đời chẳng nên gì vui. Ama phan tê dạ xin vâng. Si la na su ga tan yan ti si la na phu ko sa ma da si la na ni po tan yan ti tas ma si la mu su ha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tính phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhờ. Sa thu lành thay. Giờ thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân Đại Đức Minh Hạnh Đức Từ Bi Hoan Hỷ truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, ấy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt toàn tuyệt mọi phiền não, ngũ ngầm, nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính bạch đại đức, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, hôm nay thứ ba, chúng ta sẽ không kể kinh pháp cú mà sẽ đọc kinh bộ tự thuyết. Dạ, để mở đầu xin mời Sít Rạng Đông rửa tay. Mời Sít Rạng Đông nha. Sa thú Vinh Vát Thà Na, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn Sít Pháp Nguồn Lào Cai đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vú Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 4, Phẩm Mê Khí Giá, bài 2 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Cú Xí Na Rá, tại U Bá Quá Tá Má, trong ngôi rừng Ba Lá của dân chúng Man La. Lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo đang sống trong những gốc ở trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu, tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn thấy số đông các tỷ kheo ấy đang sống trong những gốc ở trong rừng, tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Hai, giới thân không hộ trì, giới tà kiến chi phối, bị hôn trầm thủy miên, nhiếp phục và chế ngự, kẻ ấy bị rơi vào quy lực của ma dương. Do vậy hộ trì tâm, sở hành chánh tư duy, đặt chánh kiến hàng đầu, rõ biết tánh sanh diệt, nhiếp phục và chế ngự, hôn trầm và thủy miên, vị tỳ kheo như vậy tự bỏ mọi ác thú. Thưa hết, kính mời Sít Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, sa thú, cảm ơn cô Rạng Đông ạ. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh,
Còn kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ có ai nghe rõ con không ạ? Alo ạ. Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú Bát Thanh Á cho biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được đọc kinh Ý Tế Bút Ta Cá, kinh Phật Tự Thuyết Mê Khí Giá, bài La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn chú ở Cú Xí Na Rá tại Upat Quá Tam Á, trong ngôi rừng ba lá của dân chúng Ma La. Lúc bấy giờ nhiều tỳ kheo đang sống trong những cốc ở trong rừng không xa. Thế Tôn bao nhiêu tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm toán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn thấy số đông các tỳ kheo ấy đang sống trong những cốc ở trong rừng, tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Với thân không hộ trì, với tà kiến chi phối, bị hôn trầm thụy miên, nhiếp phục và chế ngự, kẻ ấy bị rơi vào uy lực của ma vương. Do vậy hộ trì tâm, sở hành chánh tư duy, đặt chánh kiến hàng đầu, rõ biết tánh sanh diệt, nhiếp phục và chế ngự, hôn trầm và thụy miên, vị tỳ kheo như vậy từ bỏ mọi ác thú. Dạ hết ạ, con đã đọc bài xong, con xin phép được xuống mic mời một người khác ạ. Dạ con xin cảm ơn chú. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Tăng Kha Dạ. Kính lành lễ Đức Phật, con kính lành lễ Giáo Pháp, con kính lành lễ Đức Tăng, con kính lành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết chương 4 phẩm Mê Ý Giá, bài 2. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Cú Xí Na Rá tại Ú Bá Quá Ma Tá Ma, trong ngôi rừng ba lá của dân chúng Ma La. Lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo đang sống trong những cốc ở trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giấc, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn thấy số đông các tỷ kheo ấy đang sống trong những cốc ở trong rừng, tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Với thân không hộ trì, với tà kiến chi phối, bị hôn trầm thụy miên, nhiếp phục và chế ngự, kẻ ấy bị rơi vào quy lực của ma vương. Do vậy hộ trì tâm, sở hành chánh tư duy, đặt chánh kiến hàng đầu, rõ biết tánh sanh diệt, nhiếp phục và chế ngự, hôn trầm và thụy miên, vị tỳ kheo như vậy từ bỏ mọi ác thú. Hết. Và cảm ơn, mến mời bàn tay của Sĩ Quan Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ, đạo tràng có nghe được tín hiệu của con không ạ? Alo, hình như không ai nghe được.
Dạ con cảm ơn chú Quát Thân Ná đã cho con biết nghe được tín hiệu. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ chư Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kinh tiểu bộ. Cảm ơn chú Quát Thân Ná đã bót bài ạ. Kinh tiểu bộ ý tí vút tá cá kinh Phật tự thuyết chương 4 phẩm mê phí khí giá bài. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Cú Xí Na Rá tại Ú Ba Quá Tá Mã trong ngôi rừng Ba Lá của dân chúng Man La. Lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo đang sống trong những cốc trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tháo động, kiêu căng, dao động lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giấc, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn thấy số đông các tỷ kheo ấy đang sống trong những cốc ở trong rừng, tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: với thân không hộ trì, với tà kiến chi phối, bị hôn trầm thụy miên nhiếp phục và chế, kẻ ấy bị rơi vào uy lực của ma vương. Do vậy hộ trì tâm, sở hành chánh tư duy, đặt chánh kiến hàng đầu, rõ biết tánh sanh diệt, nhiếp phục và chế ngự, hôn trầm và thụy miên, vị tỷ kheo như vậy từ bỏ mọi ác thú. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính mời vị kế tiếp. Sa thú lần thầy Quảng Thành. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Như Pháp cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh xin được. Dạ cảm ơn xin rằng đã hoàn thành cho biết nghe rõ. Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thân vừa quang lâm đạo tràng. Dạ con xin được đọc kinh tiểu bộ Itivuttaka, kinh Phật tỷ thuyết chương 4 phẩm mê khi giá bài 2. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Kusinara tại Upavattama trong ngôi rừng Pa La của dân chúng Mala. Lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo đang sống trong những cốc ở trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tính, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn thấy vô số chỗ đông các tỷ kheo ấy đang sống trong những cốc ở trong rừng, tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tính, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: với thân không hộ trì, với tà kiến chi phối, bị hôn trầm thủy miên nhiếp phục và chế ngự, kẻ ấy bị rơi vào uy lực của ma vương. Do vậy hộ trì tâm, sở hành chánh tư duy, đặt chánh kiến hàng đầu, rõ biết tánh sanh diệt, nhiếp phục và chế ngự, hôn trầm và thủy miên, vị tỳ kheo như vậy từ bỏ mọi ác thú. Dạ hết. Dạ con không thấy trong đạo tràng có vị nào giơ tay nữa. Dạ không biết cô tu nữ Như Pháp Nick Nhật Huỳnh hôm nay có khỏe để vào room không ạ? Nếu cô sức khỏe cô khá khỏe xin dạ kính mời, dạ kính chào cô tu nữ nhé. Như Pháp thấy cô vào mừng, chắc hôm nay chắc sức khỏe cô đã ổn định, kính mời cô.
Dạ, sa thú kính cảm ơn mình qua thanh á. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn mình qua thanh á, cô Rạng Đông, cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào Vinh Quát Thanh Á, kính chào Maha Ra Chá, kính chào Thăm Má Xú Khá, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Rạng Đông, mến chào cô Cẩm Hiểu Mầm, mến chào Đạo Hữu, kính chào ai kêu em đó, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, mến chào Quang Thanh, mến chào Pháp Muôn Lào Cai. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy thượng tọa Pháp Tăng đã vào đạo tràng rồi. Mà nếu sư sẵn sàng thì sẽ cho con một tín hiệu ạ. Mặc dù còn sớm mấy phút nhưng mà nếu mà sư có sẵn sàng thì cho con một tín hiệu. Dạ, đạo tràng ôn bài hết chưa ạ? Còn vị nào chưa ôn không? Cho Như Pháp một tín hiệu thì Như Pháp sẽ mời. Dạ, con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Tăng rồi. Dạ, con sức khỏe con không có được ổn định nên con xin phép. Dạ, con xin phép không có trả bài. Dạ, kính mong đạo tràng và quý ngài quan hỷ cho con. Như Pháp kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hăng hỷ lên ôn bài. Bây giờ Như Pháp kính mời đạo tràng cùng Như Pháp đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Ta Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Ta Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Ta Sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỷ nơi đây tâm bảo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và trước khi con thỉnh thượng tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc chánh kinh và cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 4, phẩm Mê Ghi Giá, bài Ba La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Cô Sa Lá với đại chúng tỳ kheo. Rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống, đi đến một gốc cây. Sau khi đến, ngồi xuống trên một chỗ đã soạn sẵn. Hỏi một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn:
Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại trình bày, khích lệ làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên ấy. Rồi người chăn bò ấy, sau khi được Thế Tôn với pháp thoại trình bày, khích lệ làm cho phấn chấn, làm cho phấn khởi, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời, ngày mai đến dùng cơm với chúng con, với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng, nhận lời. Rồi người chăn bò ấy, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Rồi người chăn bò ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi đã dự trữ sẵn một là bơ tươi và bảo thời giờ cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát khi đến trú xứ của người chăn bò ấy. Nhưng với chúng tỳ kheo, sau khi đến ngồi xuống một trên một chỗ đã sẵn sàng, người chăn bò ấy tự tay mời làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, với cơm sữa đặc và bơ tươi. Rồi người chăn bò, khi Đức Phật đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp, ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên. Từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có người đoạt mạng người chăn bò ấy tại biên giới của làng. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu, đã được người chăn bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò ấy, bạch Thế Tôn, đã bị một người đoạt mạng sống tại biên giới của làng. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Ba, nếu có độc ác gì, kẻ thù người thù, tâm định hướng tà vậy, còn làm ác hơn nữa. Thánh văn đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và Như pháp kính cảm ơn đạo tràng hỏi thăm sức khỏe Như pháp, nhưng mà không sao đâu. Dạ, còn nợ tâm bảo chưa chết được đâu. Dạ, con kính dân minh đến Thượng Tọa Pháp Tăng ạ. Dạ, cảm ơn cô Như pháp. Biết rằng cô Như pháp bệnh nên mình ráng cố gắng đọc bài. Có lẽ mấy hôm nay chúng tôi không có ở trong room học cứu đó. Nay mới hay tình cổ bệnh, mong cổ sớm lành bệnh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn cô Rạng Đông, cho biết đã nghe rõ. Trước khi giảng bài học hôm nay, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ kính tắc. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Abhivadami. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Soa khá tô phá gá quá ta thâm mô thâm măng nạc ma sa mí. Nhất tâm đảnh lệ giáo pháp
do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhati Bano Phagawato Sawakasanko Sankang Namami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phạm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Dân đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Cái phần hôm nay chúng ta học cái bài số 3 trong La Mã Phẩm Mê Ghi Giá. Phần chánh kinh thì chúng ta cũng đã nghe đọc, tức là nói đến một người chăn bò khi mà thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để trai tăng cúng dường. Sau khi trai tăng cúng dường được nghe Đức Phật nói một thời pháp thì chứng quả vị dự lưu. Sau đó thì bước ra khỏi cái, giống như một cái ranh giới, một cái địa giới dùng, một cái thôn ập, thôn làng vậy. Rồi bị tai nạn mà chết. Cái câu này đó, cái này nó có cái, chắc nó cũng trùng chung một cái câu chuyện ở trong các cuốn số 47. Câu chuyện đề cập đến cái ông thiện nam tên là Nanda. Nanda. Thì Nam Nanda này thì là một cái người, một ông bá hộ rất là giàu. Tức là ở đây nói là cái người chăn bò, nhưng mà ở trong kinh Pháp Cú thì đề cập đến một cái người này đó là giống như là một cái trại bò vậy đó. Có một cái nông trại rất là nhiều, của cải rất là nhiều, giàu có. Rồi cũng thỉnh Phật đến để cúng dường, rồi nghe pháp, rồi chứng quả dự lưu, rồi bị một mũi tên mũi tên của người thợ săn á, bắn lằn sao đó. Nhưng mà do vị này chứng quả dự lưu. Thì ở đây cái câu chuyện nó cũng tương tự, tương tự như ở trong câu pháp cú số 47. Tức là cái câu mà giống như là kẻ thù hại kẻ thù, không bằng chính cái tâm hướng ta. Thì cái đó nó mới thật sự là cái nguy hiểm, cái đó mới thật sự là nguy hại. Ở trong cái câu pháp cú này, cái câu kệ ngôn này đó, thì nếu nói rằng là nếu có độc ác gì, kẻ thù hại người thù, tâm định hướng tà bại, còn làm ác hơn nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cái ý nghĩa của câu kệ này. Khi chúng ta đặt cái vấn đề đó là, thí dụ như có một người, họ có thể là có nhiều quán thù với nhau. Rồi quán thù với quán thù đó, thì họ thường có một cái việc trả thù cho nhau. Trả thù cho nhau. Thì cứ thù quán mà, trả qua trả lại, rồi là cuối cùng thì quán thù càng chồng chất thêm quán thù. Bởi vì vậy đó cho nên cái sự quán thù ở trong đời sống này nó lại càng nhân rộng ra nữa, chứ nó không có dừng lại, chứ nó không có dừng lại ở một điểm nào, mà bởi vì không có thể nào trả được cái quán thù.
cũng có một cái câu pháp cú Đức Phật dạy rằng quán thù lòng sân hận mà trả bằng lòng sân hận thì không thể nào hết, không thể nào nguôi. Nhưng mà chỉ có cái lòng từ đó mới đáp lại cái lòng sân hận thì nó mới có thể nguôi ngoai. Nguôi ngoai, chúng ta lưu ý vậy. Như vậy thì ở đây đó là khi mà nói là kẻ thù hại kẻ thù, kẻ thù hại kẻ thù, thì không bằng cái tâm của hướng tà. Ví dụ như mình thấy rằng là có những người đó họ thù oán với nhau thì họ tìm cách này cách nọ để họ làm hại với nhau, hại với nhau bằng lời nói. Họ nói những lời độc ác chua ngoa, hay mình nói là khẩu nghiệp bất thiện đó. Cái khẩu nghiệp bất thiện, họ hại nhau vậy. Chuyện không nói có, hay hoặc là nói những cái lời độc ác chua ngoa, hoặc là họ dựng chuyện bịa chuyện vân vân. Nó có nhiều việc lắm, có nhiều lắm. Từ cái gì? Từ cái sự sân hận, từ cái sự oán thù mà họ trả với nhau. Và có khi đó là họ trả nhau bằng cái hành động, hành động. Họ giết chóc, họ tra khảo, họ làm tổn thương, họ giam cầm, vân vân. Thì cái đó đó là khi mà nói đến kẻ thù hại kẻ thù, được gọi là người ta có thể dùng nhiều cái hình thức khác nhau. À, sư bận giảng, một lát nữa sư trở lại. Quý vị có nghe lại chưa? À, cảm ơn cô Như. Thì ở đây chúng ta nói rằng là nếu như một người mà có cái tâm độc ác thì họ có nhiều cách, nhiều hình thức để họ làm tổn hại. Họ tổn hại, họ làm tổn hại từ danh bại thân liệt, hoặc là họ làm tổn hại đến khi mà tuyệt mạng, hay hoặc là họ làm tổn hại nhiều nhiều cái khác nhau. Nhưng mà cái đó là cũng chỉ làm hại trong một đời sống này thôi. Sống này người ta có giết mình thì, hay là người ta làm tổn hại mình thì chỉ trong một đời đó thôi, không có nhiều hơn. Nếu chúng ta dùng cái quán thù để chúng ta trả lời thì cái quan trái đó nó càng chống chất. Như vậy thì nó kéo dài cho đời sống kế tiếp nữa. Hận thù mà diệt hận thù thì không thể nào mà nó nguôi được, mà chỉ có lòng từ mới có thể là diệt được cái sự hận thù thôi. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng có người thì họ thực hiện bằng cái khẩu nghiệp bất thiện, họ nói dối để làm tổn thương người khác, tổn hại người khác, hoặc là họ nói thêm nói thắt, hoặc họ nói những lời chua cay để làm tổn hại tổn thương người khác. Họ sẵn sàng, hoặc là có khi là họ hành động, họ giết chóc, họ đánh đập, hoặc họ tra khảo nhiều thứ, nhiều thứ. Nhưng mà ở đây đó quý vị thấy rằng là cái người thù mà họ hại cho kẻ thù thì chỉ là một đời thôi. Cái quan trọng là cái tâm của mình, tâm của mình. Trường hợp chúng ta thấy cái việc mà một người mà bị hại như vậy, tức là cái ông ở trong cái bài kinh này đó nói rằng cái người chăn bò, cái người chăn bò thì do rằng là có thể rằng do cái sự thành tựu chứng đắc, cho nên rằng mình nhìn ở trong cái đời sống hiện tại này đó là mình thấy ồ, tại sao mà cái người này bị người ta giết vậy. Giống như chúng ta thấy rằng nhiều khi mình đời sống mình là hiền thiện ha, đời sống mình luôn luôn tạo thiện nghiệp, nhưng mà có người thì
cũng bị những cái việc mà giết chóc hay hoặc là họ làm tổn thương. Chúng tôi nói ở trong đời sống này, có những người đó, chúng ta thấy rằng tu hành cũng đàng hoàng lắm, nhưng mà có thể là bị chết vì một cái gì đó. Mình thấy bất thật. Nó ở sau cái tai nạn đương không mà đưa đẩy đến tai nạn giao thông, tự nhiên đưa đẩy đó, chết một cách oan uổng vậy. Mình nói vậy thì mình nhìn trước mắt là gọi là tại sao mà ngẫu nhiên như vậy mà cái người đó họ bị chết như vậy. Thì thậm trước cái họ nghĩ méo mó nè, họ nghĩ méo mó ở đây đó là họ không tin vào nhân quả, không tin vào nhân quả của quá khứ, nghiệp quá khứ không tin. Cho nên họ thấy trước mắt tại sao cái người ta tu hiền đáng lẽ thì họ phải được cái sự khi mà lâm chung nó cũng nhẹ nhàng thanh thản chứ, có gì đâu mà chết một cách thảm thiết như vậy. Thì hoàn toàn chúng ta cũng đều hoàn toàn không biết về nghiệp quá khứ của chúng ta như thế nào. Nhưng mà điều đó nó không phải là ngẫu nhiên được, không phải tự nhiên được, mà nó hoàn toàn là do nghiệp của quá khứ. Cho nên chúng ta thấy tại sao bị tai nạn vậy rồi chết. Bây giờ nè, cái tâm của mình á, mà mình hướng đến cái điều tà vại đó, tâm đó, đó chúng ta trước nhất là cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện. Cái tâm bất thiện đó, đó nó có thể bằng cái tâm sân của cái người đó, có thể bằng cái tâm tham của người đó, có thể bằng cái tâm tà kiến của người đó, hoặc là có thể bằng cái sự si mê. Dĩ nhiên là ở trong tâm của mình sanh khởi lên tham tâm, hoặc là sân tâm, hoặc là tà kiến, nó cũng đều có cái sự si mê ở trong đó, tức là sự không hiểu rõ, không biết rõ, và nhiều khi hướng trong cái điều sai lệch mà mình không biết. Thí dụ như chúng ta thấy rằng có những người đó, họ tự nhiên họ đời sống của họ nó có nhiều trắc trở và khó khăn. Cái bỗng nhiên cái họ đi đến họ cúng một cái miếu bà hay là cái gì đi, hay là cái miếu cái đền thờ gì của ông, tự nhiên về cái tự nhiên họ khấm khá lên, họ làm ăn nó khoát đạt, hoặc là họ thuận lợi ở trong đời sống, thì họ cứ nghĩ rằng là bà đó, bà chúa đó, hoặc là cái ông thần đó phù hộ cho họ. Thế là họ năm sau họ, hoặc là mai mốt đây đó, sau này đó, họ đến họ tạ lễ rất là nhiều, tạ lễ rất là nhiều. Họ nghĩ rằng bà đó hoặc ông đó phù hộ cho họ, phù hộ cho họ. Mà họ đâu biết rằng là cái khước á, quý vị biết rằng cái nghiệp của mình á, cái khước và cái nghiệp bất thiện, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện nó trổ ra nó phải có nhiều cái nguyên nhân hỗ trợ. Khi mà mình bị cản trở đó, thì mặc dù là chúng ta có khước đời trước, nhưng mà chúng ta bị một cái gọi là cái trì nghiệp hay là cái chướng nghiệp á, cái chướng nghiệp nó làm cái sự cản trở, nó làm sự cản trở. Cho nên là chúng ta có làm gì đi nữa cũng không có được cái sự hanh thông, cũng không có được cái sự thuận lợi. Nhưng mà khi mà chúng ta đến, chúng ta nghĩ là chúng ta quỳ, chúng ta lại, chúng ta xin, chúng ta cúng kiến gì đó, chúng ta nghĩ rằng là ông thần đó hoặc là bà chúa đó phù hộ cho mình ấy, thì cái sau đó họ trở về thì tự nhiên họ làm ăn nó phát đạt. Chúng tôi nói giống như là mình làm phước cũng vậy. Mình tạo phước vậy, mình có sự chủ tâm, có sự chủ tâm. Còn mình làm phước mà không có cái sự chủ tâm, tức là không tin ở nơi nghiệp báo, chỉ thấy người ta làm rồi trôi nổi, ra sao thì ra, ra sao thì ra, không có cái sự chủ tâm, không có sự hiểu biết đó, bằng trí tuệ của mình, thì mình cứ làm. Thấy người ta làm thì mình làm, cũng không mong. Rồi chừng nữa đó là khi mà người ta làm, xin thôi thưa quý vị đó, bỗng nhiên cái người ta trúng số, cái đồng tiền trúng số quý vị biết rồi, nó bất ngờ. Có những người đó là bỏ ra rất tiền rất là nhiều để đeo đuổi theo cái con số nào đó, nhưng mà đeo đuổi hoài cũng không trúng. Mặc dù là cái mà khi chúng ta mua nhiều, mua hoài, mua nhiều đó,
thì cái xác suất mà chúng ta trúng số nó dễ hơn. Nhưng mà có những người đó, quý vị biết là mua hoài cũng không trúng. À, mà nếu có trúng thì cũng không phải là trúng độc đắc nữa. Trúng an ủi, trúng cái gì đó, giải số mấy gì đó, ví dụ vậy đi. Thì người ta cứ nghĩ rằng là cái phước của người ta đến. Nhưng mà khi mà một người mà làm phước đó, quý vị biết không có cái sự chủ tâm đó, thì chừng nữa cái quả nó cũng vậy đó, nó cũng tới bất ngờ vậy đó. Trong khi một người mà có cái sự chủ tâm, có cái sự tác ý để làm phước, khéo, khéo làm phước, tác ý ở trong cái việc mà niềm tin của mình và cái sự hiểu biết của mình trong cái việc mà mình tạo phước đó, thì cái người đó, cái tài sản mà họ phát sanh, họ có thể biết trước được, họ có thể biết trước được, mà họ bằng với cái công sức của họ, bằng với những cái nghề nghiệp chân chánh của họ, họ có những cái tài sản mà họ biết trước được. Đó là hạnh phúc. Trong kinh gọi đó là một trong những cái điều mà làm cho người cư sĩ Phật tử hạnh phúc đó, là được thừa hưởng tài sản, được thu hoạch hoặc là thừa hưởng cái tài sản chính đáng do mình làm ra. Trong kinh nói như vậy. Cho nên ở đây, khi mà một người mà cầu nguyện một thần linh nào đó mà nghĩ rằng là thần linh phù hộ mình, về cái mình làm ăn phát đạt, thì người ta nghĩ rằng có thần linh, có bà này bà kia hoặc là ông kia phù hộ cho mình, rồi thế rằng hạ dê hạ gà hạ heo gì đó đi cúng tế bái để cầu xin trả lễ, cầu xin năm sau nữa. Đó là sự vay mượn. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái việc đó đó, thì chúng ta hiểu rằng cái người mà cái phước nó đến đó, là bằng với cái phước của mình. Nhưng mà nếu như một cái người mà hiểu sai đó, là cái sự tà kiến, là do cái tâm tà kiến, do cái tâm tà kiến của họ. Cho nên họ nghĩ rằng thần linh gì đó phù hộ cho họ, phù hộ cho việc này, phù hộ cho việc kia. Nhưng mà rồi đó, thì những cái việc đó nó đâu có phải là như vậy đâu, hoàn toàn. Cho nên cái phước khi nó đến thì tự động nó, cái phước nó đến là do cái nhân duyên điều kiện nó đến, thì tự động chúng ta gặp được sự hanh thông. Nhưng mà cái nghiệp bất thiện, cái quả mà nó đến thì nó cũng do cái điều kiện để trổ, mà do cái điều kiện, do nhân duyên để trổ, phải có những điều kiện thích hợp để trổ ra. Cho nên nó là cái điều đó nó tùy thuộc nhiều, tùy thuộc nhiều yếu tố. Nhưng mà trước nhất là chúng ta đã có những cái hành vi, cái hành động của chúng ta, hành vi của chúng ta. Quý vị thấy nè, khi mà nghiệp trổ á, thì nó phải tùy thuộc vào cái thời kỳ, thời điểm. Ví dụ như mình nói là tại sao lúc đó mình không đi trên con đường đó, thấy không? Để rồi xảy ra tai nạn. Tại sao trước đó mình không đi, sau đó mình không đi, mà ngay thời điểm đó mình đi. Rồi hoặc là nó tùy thuộc vào cái thời gian, thời kỳ nữa đó, là chúng ta sanh vào cái thời kỳ chiến tranh đó, thì nó trai phải đi lính. Dù là chúng ta đứng về phía nào cũng vậy, chúng ta phải đi lính để chống lại. Thì khi mà chiến tranh xảy ra đó, thì chúng ta phải chịu cái cảnh là đi lính. Rồi cái cảnh đi lính như vậy thì chết chóc, tang thương, con mất cha, vợ mất chồng, rồi đó là mẹ mất con trai, vân vân, thì nhiều lắm. Rồi trong cái cảnh chiến tranh như vậy đó, thì quý vị biết rằng đâu có yên ả đâu. Mình đâu có được cuộc sống bình yên. Pháo đạn liên miên xảy ra thì chúng ta chạy tán loạn, cuộc sống chúng ta rất là khổ. Chúng ta sanh vào thời kỳ đó thì chúng ta phải chịu trong cái hoàn cảnh đó. Ai sanh trong cái thời kỳ mà đất nước khó khăn đó, rồi chúng ta cũng chịu trong cái cảnh đói khát thiếu thốn, chuyện đó là chuyện có thể xảy ra. Cho nên cái thời kỳ nó cũng là một nguyên nhân để giúp cho cái nghiệp đó nó xảy ra. Cái nghiệp đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, chúng ta đặt ngược lại là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Nếu nghiệp thiện thì chúng ta sanh vào cái thời kỳ nó tốt hơn, hay hoặc là cái thời kỳ đó chúng ta không phải bị khổ sở. Cái thứ hai nữa đó là khi mà nghiệp trổ đó,
thì nó phải có tùy thuộc vào cái thể chất của chúng ta, cái thân tướng của chúng ta, thân tướng của chúng ta. Bởi vì cái thân tướng của chúng ta đó là, nếu mà mình nói là lúc mình còn trẻ đó, thì mình sẽ ít có cái cơ, ít có cái dịp mà bệnh, ít có cái điều mà đưa đến bệnh lắm. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi, mình tuổi thì cái việc mà bệnh đó, nó dễ dàng. Chúng ta lưu ý vậy. Nhưng mà khi mà cái cơ thể của chúng ta đó mà ốm yếu đó, thì cái mầm nó sẽ dễ dàng sanh khởi. Cái câu mà người ta nói rằng là nhà sập bìm bìm leo, tức là cái nhà nó sập thì cái dây bìm bìm á, cái dây mà cái cỏ vại ở ngoài, cỏ dại ở ngoài đường á, ngoài rừng á, nó mọc nó phủ lên. Thì khi mà cái cơ thể của mình nó yếu như vậy đó, thì mọi cái mầm bệnh nó dễ dàng nó sanh khởi lên. Rồi cái thứ hai nữa là như thế này. Cái nếu chúng ta sanh làm người á, thì nó khác. Người mà có những người nó như thế này, người như thế nọ. Mình thấy có những người đó là họ chỉ cần ngủ một đêm mà không có mùng văng, không có chăn, không có mền để đắp đó, thì họ bệnh ngay. Nhưng mà có những người đó là nằm bù la bù lấp, mũi cắn, thấy không? Lạnh buốt, tê tái người, nhưng mà họ vẫn tồn tại được, vẫn tồn tại. Như vậy thì cái trì nghiệp giúp cho họ tồn tại, giúp cho họ tồn tại. Nhưng mà cái đó, do nghiệp của họ phải chịu cái cảnh đó, và họ phải có những cái sự tương ứng, tương thức như vậy, tương ứng như vậy. Vì vậy cho nên khi mà nói đến cái thân tướng đó, thì tùy. Lúc mình còn trẻ khỏe thì nó khác, lúc mình về già yếu thì nó lại khác. Thì cái cơ hội mầm bệnh hay hoặc là những cái khác nó, mình khó có cái sự chống chọi hơn khi mà mình lớn tuổi. Đó là như vậy, đó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói nè, giữa mình với con trâu con bò nó cũng khác nhau. Trâu bò khác nhau, mặc dù là chúng sinh, gọi trong cái từ Phật giáo gọi là chúng sinh, Sata là chúng sinh. Nhưng mà con trâu con bò thì do cái nghiệp của nó không tốt, cho nên sanh làm loài súc vật. Và do vậy thì nó có cái thân tướng tương xứng nó, để nó kéo cài, nó kéo xe, nó uống nước vũng, và nó ăn cỏ, nó chịu được. Nhưng mà mình thì không thể. Chúng ta là con người, cho nên chúng ta ăn bằng những thức ăn của chúng ta, chúng ta uống nước cũng phải uống nước sạch, nó khác. Rồi chúng ta có khuân giác gì đó thì cũng vừa sức với chúng ta, chứ không phải là làm như là như con trâu con bò được. Như con trâu con bò được, không phải, không thể được như vậy được. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cái thân tướng đó, nó phù hợp với lại cái mà chúng ta trả cái nghiệp đó, trả cái nghiệp đó. Cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, khi mà nghiệp trổ nó phải có cái yếu tố nữa, là cái nơi mà chúng ta sinh ra. Nơi chúng ta sinh ra, hay trong 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 sứ giả gọi đó, đó là sanh thú, cái nơi mà chúng ta sẽ tái sanh, cái nơi mà chúng ta sẽ tái sanh. Cho nên nếu mà sanh làm người đó thì chúng ta có khổ có vui lẫn lộn. Rồi con người của chúng ta đó, mỗi vùng miền nó cũng khác nhau, mỗi vùng miền nó khác nhau, mỗi quốc gia châu lục nó cũng khác nhau. Nó có những cái chung nhất, nhưng mà nó có những điểm khác nhất, điểm khác nhất. Cho nên là nếu mà chúng ta sanh vào cái nơi, có cái nơi mà gọi là chiến tranh xảy ra triền miên, thấy không? Bão lụt xảy ra triền miên, thấy không? Nắng gió xảy ra triền miên, thiên tai địa ách xảy ra triền miên, động đất triền miên, thì ở trong cái cảnh đó, mặc dù là chúng ta biết rằng các nhà khoa học, các nhà xã hội học tiến bộ, người ta cũng muốn tìm cách tối đa để hạn chế thiên tai, nhưng mà rồi đó, họ nói cái gì cũng được, họ làm cái gì cũng được, nhưng mà thiên tai đó
thì khó bao giờ mà chống chọi nổi. Thí dụ như chúng ta thấy động đất này, Nhật Bản là một trong những cái nước công nghệ, công nghiệp phát triển như vậy, tiến bộ như vậy đó, nhưng mình cũng chịu động đất triền miên. Có những nơi thì núi lửa thì chúng ta cũng biết đó, ở gần cái chỗ đó, đó cái núi lửa đó thì cũng phải chịu thôi. Động đất rồi núi lửa hoặc là bão lụt triền miên. Mình nói ở đây nè, giống như giữa miền Bắc, miền Trung, miền Nam ở đất nước của chúng ta hình chữ S đó, mà mình thấy là miền Trung thì cứ xảy ra bão lụt, năm nào cũng bão lụt, năm nào cũng bão lụt, năm nào cũng vậy. Cái lũ mà ở trên thượng nguồn mà đưa xuống mà nó chưa có thoát ra khỏi biển đó, khỏi sông lớn, biển lớn, thì nó đổ xuống thì người ta gọi là lũ ống. Nó cuồn cuộn, cái bao nhiêu cái gì đó, nó cũng hốt sạch hết đó. Nó đưa hết đó, đưa ra, xuống xuôi dòng hết đó. Cho nên cái người mà ở cái cảnh đó, ở cái chỗ đó, nó chịu tác động như vậy. Trong khi miền Nam đó, thì nó lại ít những cái xảy ra cái bão lụt. Nếu có xảy ra bão lụt thì nó cũng ít hơn, và nó cũng đỡ hơn, do rằng nó có những cái điều kiện. Thí dụ như là ở miền Trung thì dốc núi nó, địa lý nó gấp gãy, tức là núi cao đổ ra biển nó gấp gãy. Trong khi ở miền Nam thì những cái đồng bằng, giống như miền Bắc thì chúng ta thấy đồng bằng sông Hồng, rồi ở miền Nam thì có đồng bằng sông Cửu Long, tức là nó thoi thoải, nó bằng bằng, nó không đến nỗi khi mà nước. Chúng tôi nhớ rằng ở miền Tây đó, ngày xưa người ta gọi là mùa nước lũ, người mùa nước lớn, mùa nước nổi, người ta gọi cái từ thương lắm, mùa nước nổi, tức là sông Mekong từ ở trên ở trước, ở ngoài Tây Tạng, ở trên Tây Tạng mà nó chảy xuống tới Campuchia, mà nó chảy xuống Việt Nam của chúng ta đó, thì chúng ta biết rằng là nó cũng từ từ mà nó chảy nước, ngờ nước nổi độ khoảng tháng 7 âm lịch ấy, thì bắt đầu nó dâng lên, tới độ khoảng tháng 9, tháng 10, nó khoảng 3 tháng vậy đó, bắt đầu nó giật xuống, thì cái khoảng thời gian đó ta gọi là mùa nước nổi, mùa nước nổi. Như vậy thì người ta có những cái cảnh thích ứng như vậy. Thì trở lại với cái điều á, cái nơi mà chúng ta sinh ra đó, cái hoàn cảnh, cái nơi mà chúng ta sống đó, nó cũng chịu tương tác bởi cái nhiệt, bởi chịu tương tác. Rồi bây giờ nè, nếu chúng ta là cõi khổ thì không? Nếu sanh vào bằng sanh cũng khổ, phải không? Rồi sanh vào ngạ quỷ cũng khổ, sanh ở cõi địa ngục cũng khổ, sanh trong cảnh giới Atula cũng khổ, không có nào sướng hết á. Và cảnh gọi là cảnh khổ mà, cõi khổ, cảnh khổ. Cho nên là nghiệp hành họ khổ. Còn con người của chúng ta, cái cõi nhân loại của chúng ta gọi là nhân loại Manusa, tức là nhân loại, thì quý vị biết rằng nó có khổ có vui. Cái khổ của mình nó cũng khác với cái khổ khổ kia. Cõi khổ địa ngục ngã quỷ súc sanh, cái khổ của mình nó là ăn mặc bệnh đau chết, rồi tai nạn này kia, rồi vừa lòng không vừa lòng, phiền lụy gì đó, thì cái khổ của mình là vậy. Nhưng mà mình cũng không phải là bị cái nghiệp gì nó hành đến đó mà phải khổ sở lắm. Nó khác với lại cái khổ của các những chúng sanh ở cõi khổ. Nhưng mà cõi người của chúng ta đó là khổ vui nó lẫn lộn. Nó lẫn lộn, nó xen kẽ với nhau trong đời sống. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói ngược lại cõi trời chẳng hạn. Cõi trời là cõi hưởng phước, cho nên không có cái nghiệp gì mà bất thiện trổ trảnh. Những cái gì, những vị chư thiên ở các cái cõi trời, cõi tứ thiên dương đau lợi đấu sức dạ ma quá lạc thiên, người ta không phải chết bệnh đau như mình, bởi vì họ là quá sanh. Còn chúng ta là thai sanh, chúng ta là thai sanh. Thai sanh nó là lợi sanh ra bằng con, từ một hài nhi, từ một cái bào thai nho nhỏ, rồi trưởng thành, rồi sanh ra một hài nhi nho nhỏ, rồi trở thành những cái cậu bé trai, cô bé gái nhỏ nhỏ, rồi đến khi chúng ta trưởng thành là thai sanh. Nhưng mà cái cảnh giới ở chư thiên dục giới hay là phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới là hoàn toàn do quá sanh. Cho nên khi họ sanh ra đấy, thì họ là một nam nhân từ 18 đôi mươi, hay hoặc là một sanh ra là một nữ thiên thì họ khoảng độ 16 tuổi.
và họ trẻ mãi hoài như vậy, đến khi họ chấm dứt ở cõi đời hết tuổi thọ thì họ biến mất thôi, và sanh ra đó là quá sanh. Cho nên không ai sống, cha mẹ nào sanh đó họ tự động có mặt ở đó, có mặt đó rồi tự động biến mất ở cõi đó, hả, hết phước hết tuổi thọ thì biến mất ở cõi đó, sanh ở cảnh giới khác. Như vậy thì ở cảnh giới chư thiên á, là người ta hưởng phước. Như vậy thì ở đây cái chú xứ, cái nơi mà mình sinh ra đó, cái sinh thú mà nơi mà mình sinh ra nó rất là quan trọng, nó phù hợp tương xứng với cái nghiệp mà mình phải trả. Sanh trong cõi khổ thì quả khổ nó trào ra, mà sanh ở cõi chư thiên thì cái nghiệp thiện, do cái nghiệp thiện, cái nhân thiện cho nên trổ ra cái quả thiện, là họ sanh ở cảnh giới chư thiên để họ hưởng phước, chứ họ không có cái cảnh mà đau chết nạn tai như chúng ta. Không có, không có. Và cái điều cuối cùng, cái yếu tố cuối cùng ở đây đó là quan trọng, là do cái hành động của chúng ta, cái hành vi của chúng ta chứ. Bajoga tức là hành vi. Hành vi ở đây chỉ bao gồm cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Như vậy thì cái tâm mà hướng đến điều tà đó, cái tâm hướng đến điều tà có nghĩa là tâm do lòng sân, tâm do lòng si, tâm do tham, hoặc là tâm do tà kiến, vân vân. Do như vậy cho nên là mình hướng đến điều tà, nghĩ quấy cho nên hành động quấy, nghĩ quấy cho nên hành động quấy, nghĩ quấy cho nên nói năng quấy, nghĩ quấy cho nên hành động sai, nói sai, nói một cách tà bại với cái khẩu nghiệp bất tiện là gì? Là nói dối, nói lời độc ác, nói lời thêm thắt, thiêu thùa, hoặc là lời vô ích. Đó là khẩu nghiệp bất thiện. Rồi bây giờ thân nghiệp bất thiện là thân sát sanh, thân trộm cắp, thân tà hạnh. Đó là chúng ta thấy thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện rồi. Mặt đầu trước nhất đó, là chúng ta thấy rằng cái ý nghiệp bất thiện do sân hoặc là do dục, tức là do tham, hoặc là do sự não hại, tức là nghĩ đến cái sự quán thù. Quán thù, mà quán thù đời này tới đời kia, kẻ thù gây cho kẻ thù thì chỉ cần, chỉ có một đời này thôi. Nhưng mà nếu như mà tâm hướng đến điều tà thì cái đó đó nó lại là càng nguy hại hơn, nó làm khổ cho chúng ta hoài hoài. Cho nên chúng ta thấy cái có những cái địa ngục á, cái cõi địa ngục đó quý vị, tức là do cái tà kiến á, cho nên chúng sanh mà sanh ở địa ngục mà do tà kiến ra, họ sanh trong đó lâu lắm, họ sanh hoài luôn á, họ ở trong đó hoài luôn, nó dài lắm. Thì cái tà kiến này nó khiến cho họ có những cái suy nghĩ lệch lạc, suy nghĩ lệch lạc, chấp vào thường kiến, chấp vào thọ kiến, đoạn kiến, chấp đủ thứ chấp, chấp sai ở trong đó. Và do đó cái chấp đó, cái kiến chấp đó khiến cho họ tồn tại ở trong cái cõi đó một lâu dài mà họ vẫn không nhận ra. Để khi nào mà cái nghiệp nó hết thì thôi, không biết chừng nào. Thì nói như vậy để thấy rằng một chúng sanh mà sanh là cõi địa ngục mà do tà kiến ấy, thì nó kéo dài lắm. Cái nghiệp nó nặng rồi mà còn kéo dài thời gian nữa. Trong khi những cái chúng sanh khác mà nếu nghiệp mà không có do tà kiến nhiều đó, thì họ lại mau hơn, tức là họ khi mà họ trả nghiệp thì họ cũng sanh làm ngạ quỷ hay gì đó, họ thôi đi từ từ. Nhưng mà cái điều đó nó rất là nhiều. Như vậy thì cái bốn yếu tố, cái thời gian nè để trổ nghiệp nè, ác nghiệp thiện, nghiệp bất thiện luôn nha, nghiệp thiện bất thiện, chứ đừng nghĩ rằng nghiệp thiện bất thiện không. Như vậy thì phải có thời gian nè, rồi phải có cái nơi chốn, cái nơi chốn nè, thấy không? Rồi phải có cái thân tướng, thân tướng nếu mà sanh làm chư thiên thì hữu phước, nhưng mà sanh làm con người chúng ta bao gồm có khổ và có vui. Mà người lúc còn trẻ khỏe, sức khỏe có thì nó khác, mà lúc về già thì sức khỏe chống chọi nó lại kém đi nữa, nó khác, thấy không? Rồi cái thân tướng của mỗi người nó cũng đều là cũng là con người với nhau, nhưng mà có người có sức khỏe nhiều, nhưng mà có người không có sức khỏe nhiều, sức khỏe kém, thì cái đó tùy thuộc. Hoặc là con trâu con bò thì nó khác với cái sức khỏe của chúng ta, và cái sức khỏe đó nó tương xứng với cái nghiệp của nó, chúng sinh nó phải tương xứng với cái nghiệp của nó. Mỗi chúng sinh đều có cái nghiệp riêng mà.
và cuối cùng nó là do cái hành vi, cái hành động, hành vi của mình, do khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện và thân nghiệp bất thiện cho nên là tạo ra cái điều đó. Hay hoặc là khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện hay là thân nghiệp thiện thì nó có cái quả an vui cho chúng ta. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái kẻ thù mà gọi là hại cho kẻ thù, ở đây gọi là cái người mà người khác họ họ thù oán mình đấy, họ thù oán mình, họ làm tổn hại cho mình thì chỉ có đời này thôi, cùng lắm họ làm mình chết thôi, làm đoạt mạng sống mình thôi. Nhưng mà cái tâm của mình hướng đường tà đó không phải chết một lần đó, mà chết rất là nhiều, chết rất là phải liên tục và hướng đến điều tà vậy đó. Cho nên là có cái hành vi bất thiện, có cái hành vi bất thiện do khẩu nghiệp bất thiện, do ý nghiệp bất thiện, do thân nghiệp bất thiện, cho nên trổ ra cái quả mà người đó phải chịu triền miên trong cảnh khổ là như vậy. Thì ở trong nội dung bài kinh này đó thì có nghĩa là chúng ta không biết rằng là chúng ta đời quá khứ chúng ta tạo nghiệp gì, nhưng mà nếu như chúng ta có gặp phải những cái cảnh gì bất trắc thì chúng ta nên nghĩ rằng có lẽ là nghiệp thiện chúng ta làm chưa được, chưa có trổ quả thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhận lấy cái điều gì nó bất trắc, nó khổ sở thì chúng ta nên hiểu ở đây đó là do nghiệp bất thiện. Một phần là do nghiệp bất thiện chúng ta quá khứ tạo ra, bây giờ chúng ta phải nhận lấy. Nhưng mà quan trọng cái tâm của mình phải hướng đến sự chân chánh, phải hiểu rõ những điều đó. Và chúng ta vẫn phải làm những cái việc, những cái nghiệp thiện ở trong đời sống. Thực hiện cái nghiệp thiện ở trong đời sống, từ cái việc bố thí, từ cái việc trì giới, cung kính, phục vụ, nghe pháp, rồi thiền tập ở trong đời sống hàng ngày. Nói chung là mình sẽ làm nhiều cái thiện sự, không bao giờ mà nó là đủ. Cho nên là chúng ta cố gắng để mà thực hiện cái điều thiện, để đến khi mà chúng ta cái nghiệp ác mà nó bao vây kịp đó, thì chúng ta có cố gắng lắm thì cũng không có chạy khó chạy lắm. Cho nên là cố gắng để làm những cái điều thiện trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta phải nhận rõ rành mạch, rõ ràng, rạch ròi như thế này, là nghiệp thiện thì cho quả an vui, nghiệp bất thiện thì cho quả khổ sở. Và cái đó nó xen lẫn ở trong đời sống, đời sống. Và quan trọng là chúng ta nhận thức được, biết được là cái nghiệp này nó liên quan đến đời sống hiện tại, và ở trong hiện tại này nó cũng phải liên quan tác động đến đời sống tương lai. Và do vậy khi chúng ta thức tỉnh được, biết được, thì chúng ta cố gắng tạo cái nghiệp thiện. Chúng ta biết rằng những vị A-la-hán thinh văn ấy, có nhiều khi có những vị thì cũng chết bất đắc kỳ tử, có những vị thì cũng bỏ cái thân này một cách rất là thảm thiết. Nhưng mà cái đó là cũng tùy thuộc vào nghiệp quá khứ, vào nghiệp quá khứ. Chỉ có những bậc toàn giác thì các ngài không có chết trong cái bất đắc kỳ tử hay là chết một cách thảm thiết được, bởi vì không ai làm tổn hại ngài. Còn đối với bậc A-la-hán thinh văn hay là những bậc thinh văn nói chung, từ bậc sơ quả cho đến tứ quả đó, thì cô điều gì nó cũng có thể xảy ra trong đời sống. Nhưng mà cái tâm của những vị này đó là không có hướng đến những điều tà bại, không nghĩ là cách lệch lạc, sai với lại sự thật, sai với chân lý. Các ngài hiểu rõ được những đó, hạnh nghiệp đó ra sao. Giống như chúng ta thấy rằng chúng ta đọc ở trong kinh Pali của chúng ta đó, thì chúng ta thấy là ngài Mục Kiền Liên đó, mặc dù là một vị thượng thủ thinh văn đệ nhất về thần thông, cho nên là có ba lần cái nhóm cái người ăn cướp đó, băm ngài ra thành tương đó. Nhưng mà ngài dùng thần thông ngài hoàn lại bình thường. Nhưng mà đến lần thứ ba thì ngài thấy là cái nghiệp nó đã đến rồi, cho nên là ngài không có sử dụng thần thông để cho nó chém tan nát hết. Cuối cùng ngài mới hoàn lại, trở về bạch đức với Đức Phật đó, là để rồi viên tịch niết bàn. Bởi vì Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên viên tịch trước Đức Phật 3 tháng, trước khi Đức Thế Tôn tịch diệt, trước Đức Thế Tôn 3 tháng, tịch diệt trước Đức Thế Tôn 3 tháng. Ở đây đó là những cái thông lệ mà chúng ta hiểu rằng đó là điều đương nhiên là như vậy. Và vì vậy cho nên ở đây đó, cái câu kệ ngôn này nói rằng nếu có độc ác gì
nếu có độc ác gì, kẻ thù hại kẻ người thù, tâm định hướng tà bại, còn làm ác hơn nữa. Tức là kẻ thù làm tổn thương cho chúng ta đời này thôi, cái hại đó chúng ta đời này thôi, nhưng mà tâm của chúng ta hướng đến tà bại, tức là do dục tham, do sân hận, do si mê gì đó, tà kiến gì đó, mà do tâm chúng ta hướng đến điều đó, thì cái hành vi chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện, nó làm khổ cho đời này, khổ cho đời sau, và khổ triền miên, rất là khổ. Cái lý của cái bài học hôm nay là như vậy. Thì chúng tôi xin được lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa, mong rằng chúng ta được an lạc ở trong Phật pháp. Cuối cùng xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. À, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Âm đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích, và chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Âm, và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến thượng tọa Minh Hạnh. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Bhagavata-sabbamangalam-rakkhan-thu-sabbade Vata-sabbha-bhuta-nukha-vena-sada Sati-gu-van-tu-te Bhagavata-sabbamangalam-rakkhan-thu-sabbade Vata-sabbha-dhamma-nukha-vena-sada Sati-gu-van-tu-te Bhagavato sabbamangalang rakkhantu sabbade vata sabbasangha nupavena sada sati bhavantute. Tất cả có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, chỗ mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn.